And resume là sự tóm tắt, bản tóm tắt. Ví dụ như mình có cụm từ là resume thì là historia moderna del petróleo, có nghĩa là cái sự tóm tắt về cái lịch sử hiện đại của dầu lửa. Resumen de la historia moderna del petróleo. Ocuparse. Ocuparse nghĩa là bảo toàn, bảo trọng. Đây là một động từ phản thân. La generación là thế hệ, sự tạo ra. La generación. La distribución, sự phân phối. La distribución. La conmutación là sự giao quán, sự chuyển đổi qua lại. La conmutación. Almacenar, động từ là lưu trữ, cất hàng hóa vào kho. Almacenar. Thì từ cái động từ nguyên mẫu này mình sẽ có cái danh từ tương ứng là el almacenamiento. El almacenamiento là sự lưu trữ. La conversión là sự biến đổi, sự thay đổi. Thì ở đây mình có môn nguyên một cái câu là La ciencia y tecnología eléctricas y electromecánicas se ocupan de la generación, distribución, conmutación, almacenamiento y conversión de la energía eléctrica hacia y desde otras formas de energía. Ngành khoa học và kỹ thuật điện, electrica là tính từ thuộc về điện tử nhưng mà nó bổ nghĩa cho số nhiều đó. Thì thành ra là electricas dui as ha. Ngành khoa học và kỹ thuật điện, điện và cơ điện tử, electromecanicas là cơ điện tử, electromecanica. Se ocupan có nghĩa là bao gồm. Nó xuất phát từ động từ nguyên mẫu ocupar, se, động từ phản thân ha. Thì đây là nói là cái ngành khoa học và kỹ thuật điện và cơ điện tử là bao gồm sự tạo ra, sự phân phối, sự chuyển hóa qua lại, sự lưu trữ và sự biến đổi năng lượng điện thành các cái dạng khác của năng lượng. El ayuntamiento là tòa thị chính. Chẳng hạn như mình có cái cụm từ là El Ayuntamiento de la Ciudad de Hồ Chí Minh, có nghĩa là cái trụ sở tòa thị chính của thành phố Hồ Chí Minh. Nocturno, nocturna có nghĩa là thuộc về đêm, thuộc về ban đêm, tính từ. Chẳng hạn như mình có cụm từ là Vista nocturna de la Ciudad desde el Pitesco Financial Tower. Cái chữ này là cụm từ tiếng Anh nha, cho nên mình giữ nguyên, nó là cái tên riêng bằng tiếng Anh. Thì đây là cái khung cảnh ban đêm của thành phố khi mà nhìn từ cái tòa tháp Vitesco Financial Tower ha. Reiterar, động từ là nhắc lại. Chẳng hạn như mình có cái câu là Minsa reitera que existe decreto que prohíbe actividades bailables. Có nghĩa là mình dịch từng chữ trước nha. Minsa này là chữ viết tắt của chữ El Ministerio de Salud, có nghĩa là cái bộ y tế, bộ chăm sóc sức khỏe đó, viết tắt là Minsa. Nhắc lại cái điều gì? Nhắc lại là tồn tại một cái điều luật, mà điều luật đó nó cấm các cái hoạt động, các cái hoạt động mà thuộc về khiêu vũ. Bailable có nghĩa là thuộc về khiêu vũ, nhưng mà do nó bổ nghĩa cho danh từ giống cái số nhiều là las actividades, cho nên đuôi nó là đuôi s, thêm s vô thành đuôi es ha. Có nghĩa là do cái dịch bệnh covid cho nên á, là cái bộ y tế nó nhắc lại có cái lệnh tồn tại cái lệnh cấm các cái hoạt động khiêu vũ bởi vì nó có thể lây lan dịch bệnh. El conservatorio có nghĩa là viện, là trung tâm. Chẳng hạn như mình có cái cụm từ là El Conservatorio de Música de la Ciudad Hồ Chí Minh, có nghĩa là cái nhạc viện của thành phố Hồ Chí Minh. El Chivo là con dê. El Chivo. Chẳng hạn như mình có cụm từ là El Chivo Expiatorio, có nghĩa là
con dê tế thần, vật tế thần. Mình có cái chữ là en repelente là thuốc chống xua đuổi, thuốc mà để chống lại xua đuổi các cái loại côn trùng này nọ vậy đó. En repelente, chẳng hạn như mình có cụm từ là los repelentes de insectos, có nghĩa là thuốc để đuổi côn trùng, các cái loại thuốc để đuổi côn trùng. En insecto là côn trùng, những con côn trùng đuôi OS ha, giống được số nhiều. Còn cái này cũng là giống được số nhiều luôn, các loại thuốc xua đuổi. En mito là huyền thoại. En mito, chẳng hạn như mình có cái cụm từ là En mito de Latino America, có nghĩa là cái huyền thoại của châu Mỹ Latin. En mito de Latino America.